Xin chào mọi người. Lại lên cái mấy đứa ở trên này rồi. Siro chào mọi người đây. Luna nữa. Quay cho mọi người ngắm hai chị em Luna với lại Siro tí. Lúc nào em cũng còn bé lắm. Chào Messi. Messi đâu? Messi ra đây đi. Bên này. Nào. Ba mẹ con mà còn lằng nhằng với nhau. Hả? Ba mẹ con mà không hòa thuận với nhau thì còn hòa thuận được cái thế nào? Nina là cứ mẹ cơ. Kinh nhỉ. Cứ gì quá đi cứ. Hôm nay Messi lên giống lại rồi. Messi lên giống lại đợt này thì đang lăng tăng quá, chưa biết là sẽ cho Messi gặp lại Bruno tiếp hay là như thế nào. Cho Messi gặp lại tiếp là coi như là Messi gặp lại 3 lần, từ lần Siro là đầu tiên này. Từ Siro là Messi và Bruno lần đầu. Rồi đến bọn Nina này. Lần thứ hai này. Ôi giời ơi. Mỗi đứa nằm một bên. Và nếu lần này nó lần thứ ba nhưng mà có vẻ như là cún con cũng nó càng ngày những lần sau nó lại càng giống bố. Lần đầu thì giống mẹ nhiều. Lần hai thì giống bố nhiều. Lần ba có lẽ là sẽ lột bố, nhưng mà cái lần hai thì nuôi nó hơi vất vả. Bởi vì là cái con chó con ấy nó rất là cao và nó rất là dài, và khi nó cao dài như thế thì nó chỉ hơi nặng cân một cái là cái chân nó yếu ngay. Và con chó con nó rất là cao và dài, mọi người có thể nhìn cái chân của nó rất là to, chân rất là to chứ không phải là gì, chân trước thì rất là ok, nhưng mà cái người đoạn sau nó rất là dài. Và cái cả chân sau nó cũng dài nữa, cho nên là chân sau là nó rất khó khỏe. Thành ra là cũng đang lăn tăn không biết là lần thứ ba này có nên cho hai con gặp lại nhau tiếp không. Bởi vì nếu mà cho gặp nhau tiếp ấy thì khả năng là nó sẽ ra một cái đàn chó nó giống lột bố luôn. Bởi vì nó có cái sự đồng hóa về gen. Con cái mỗi một lần phối với một con đực ấy, nó sẽ có sự đồng hóa về gen của con đực. Thế mà lần thứ hai nó đã giống bố theo kiểu như thế này rồi, nó đã giống bố như lột này rồi. Thì lần thứ ba tiếp theo, lần này tiếp theo thì không hiểu là nó sẽ ra như thế nào. Thì mấy anh em mà đang chờ cho con của Messi thì cho ý kiến nhé. Nếu mà mọi người ok được với việc chăm những cái đứa mà nó cao dài theo kiểu như con nô ấy là nó sẽ khó chăm. Cao dài nó sẽ phải tỉ mỉ lắm chứ nó không theo kiểu đơn giản, bởi vì nó cao to. Thì mọi người cho ý kiến thì sẽ cho tiếp tục vài hôm nữa, đến ngày lấy giống thì sẽ cho Messi lại gặp lại Bruno lần tiếp theo luôn. Siro ra đây ngồi xuống. Thì giữa Siro với Nina mọi người có thể thấy này, là ở cái đàn Nina này là chúng nó giống bố nhiều hơn hẳn luôn. So với là đàn Siro, Siro thì nhìn đã có nét bố rồi, nhưng Siro mà chụp với mẹ thì lại nhìn lại giống mẹ. So với bố thì giống bố, nhưng nhìn chung là đàn Siro, là hai đàn là đàn Siro là giống mẹ nhiều hơn, chăm nó nhàn hơn. Đàn Nina này là giống bố nhiều này, chúng nó to xác này, chúng nó to con, to con là chăm nó khó hơn. Bởi vì Nina này 4 tháng là Nina cho cái tròn 4 tháng thì Nina 17 cân. Và đấy là đã bao gồm giảm cân rồi, giảm ăn. Từ lúc Nina 3 tháng là bắt đầu giảm ăn lên Nina rồi. Chứ còn nếu mà ăn thả phanh thì có lẽ nó lên 18, 19 cân, 20 cân. Bởi vì cái con nét vét ở cái đàn này là nó 20 cân rồi. Đây.
còn một cái đây à. 4 tháng vừa mới đang chớm thay răng cửa thôi mà nó to như con voi. Chắc có lẽ là sẽ phải tiếp tục cho gặp lại thôi. Ở cái đàn tiếp theo này thì mấy anh em mà đang chờ Melsi, con của Melsi ở đàn tiếp theo này, thì anh em cho ý kiến nhá ở dưới comment xem là có ok, có chăm được những con chó to xác nó sẽ khó chăm, thì sẽ cho hai đứa lại gặp lại nhau phát nữa. Gọi là miếng ngon đánh cả cụ. Gọi là cái gì đại ý là cứ thấy ngon thì cứ đào mãi. Thấy con bố với con mẹ nó gặp nhau nó hợp gen ra con nó đẹp này, cứ đào mãi thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc của nó là những cái lần sau ấy, càng về những cái lần sau thì con cho con nó sẽ gần như nó sẽ chỉ được thừa hưởng của bố thôi. Cái gen của con bố dần dần nó sẽ lấn gen của con mẹ, nó sẽ lấn gen của con mẹ đấy. Về xong là con mẹ có thể là đẻ hộ thôi. Với cái trường hợp với con bố và con mẹ nó con bố và con mẹ, cái bộ gen của con mẹ nó cũng trội, thì những cái lứa đầu tiên cái lứa đầu tiên là con mẹ có phần thôi. Nina để yên để ôm cả chị cả Nina, chứ còn về sau là siro xích đấy, về sau là gần như là con mẹ là mang tính chất đẻ hộ, thế đẻ ra giống lò con bố. Đây nhá, ba mẹ con nhá, so ba mẹ con với nhau này. Cái kiểu đầu của Nina là đã đến đời Nina là kiểu đầu nó theo kiểu đầu bố rồi, theo kiểu của nô rồi. Còn nếu mà lần tiếp theo nữa thì không hiểu nó sẽ ra theo kiểu như nào, sợ này những con chó nó cao dài, nhìn con nào con đấy nó cứ dài thùng thuột như con bố. Đẹp thì đẹp rồi nhưng chăm nó hơi vất vả. Nào Zero bỏ chân xuống, bỏ chân. Vất. Đây là cái câu chuyện của Melsi, câu chuyện của Melsi lần này. Còn Siro thì chờ Siro cũng sắp lên giống rồi, sẽ chờ Siro lên giống thì sẽ cho Siro gặp Lucky. Ok, thích gặp Lucky hay thích gặp Marvin? Bỏ chân xuống nè, nào. Toàn đại ca này, cọ và em này tặng cho giờ. Đấy, Nina đấy. Nina 4 tháng mấy ngày. Kinh khủng khiếp. 4 tháng mấy ngày. Anh em cho ý kiến nha. Còn cái lịch của Melsi thì chắc là Yên Siro nè, Yên đánh nói trong tuần tới là sẽ đến ngày phối giống rồi, có lẽ là nó sẽ là khoảng tầm cuối tuần, giữa tuần hoặc cuối tuần, khoảng thứ 5 thứ 6 rồi đấy. Cái đấy thì sẽ test rồi, còn đếm ngày của nó thì đến hôm nay là nó được lên giống ngày thứ 6, ngày thứ 7 rồi. Trong tuần tới là sẽ là cái ngày lấy giống thôi. Thì rồi cái hôm đấy thì rồi sẽ mọi người sẽ cho ý kiến rồi lấy giống cho Melsi. Lấy giống cho Melsi thì bây giờ nó đang là cuối tháng 9, cuối tháng 11 đầu tháng 12 sẽ đẻ. Tùy vào số lượng cho con mà nó sẽ bầu, có thể là nó bầu 2 tháng hoặc cũng có thể là nó bầu đến 60-70 ngày luôn đấy. Chứ Melsi thì hai lần vừa rồi thì Melsi đều đúng chuẩn 60 ngày là Melsi đẻ. Đấy, Nina đấy, con gái đấy, 4 tháng mấy ngày đấy, trời ơi nó to như con voi.
đây 4 tháng mấy ngày đây, nó ngồi lên đùi đây, nó đến vai luôn rồi. Giảm ăn mà hôm nay vẫn 17 cân. Giảm ăn rồi, cả tháng nay rồi. Người nó cao nó dài như là... Không, Yên, để Yên đang nói chuyện với Nina. Đấy. Đại ca nữa, vừa nặng vừa đại ca. Siro Yên này là phải vác hai tay rồi. Nina nhìn vào máy quay kìa. Mẹ Messi thôi được rồi, Nina xuống đi, Nina lượn đi. Nào Messi ra đây nào. Chào khán giả, cái nào cũng sẽ nhìn nào, cũng quả vào cái đấy, lại Pila nữa. Xích ra đây. Ra đây Pila. Tránh máy quay, tránh máy quay. Ra đây. Xích này, xích này, xích này. Nào, nào, nào. Đây. Nào. Nào. Pila. Còn Trương. Đâu rồi Pila? Ra đây. Chào khán giả cái này. Ok, chào mọi người nhé. Ôi chị rồi. Đứa nào cũng yêu, nhưng mà chỉ có hai tay thôi.